Trở lại chương trình của The VLKT News. Số điện thoại của chương trình là 657-600-8888. Trở lại, sự ủng hộ của ông Biden trong những người cử tri độc lập đang có mức thấp kỷ lục. Wow! Những người độc lập đang bỏ rơi ông Biden trong bối cảnh kinh tế và lo lắng của lạm phát. Tới ngày hôm nay mà thật sự cử tri độc lập mà vẫn tiếp tục ủng hộ cho ông Biden thì tôi cũng chẳng biết cái đầu óc có vấn đề gì. Với cái lạm phát, giá xăng và rất là nhiều thứ đang bắt đầu chập chờn trong cái nền kinh tế của Mỹ chúng ta. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, sự ủng hộ của ông Joe Biden trong số cử tri độc lập đã bị ảnh hưởng đáng kể, giảm xuống mức thấp nhất kỷ lục 27% vào tháng 11. Sự sụt giảm cái tỷ lệ ủng hộ này cho thấy cử tri độc lập có dấu hiệu đáng chú ý cho cuộc bầu cử tổng thống của 2024 có thể trở thành một cuộc chiến cạnh tranh chặt chẽ giữa ông Biden và ông Trump, người có khả năng là ứng cử viên tổng thống. Cuộc thăm dò của Gallup đã nhấn mạnh cái xu hướng giảm tỷ lệ ủng hộ ông Biden trong những cử tri độc lập. Tháng 11, 27%, tháng 10, 35%, tháng 9, 39%, tháng 8, 39%, tháng 7, 38%. Ngoài ra, cuộc thăm dò cho thấy các cử tri độc lập đã bày tỏ sự tán thành thấp đối với chính sách của ông Biden trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái nền kinh tế chậm chạp 24% chấp thuận, hiệu suất công việc 27% chấp thuận, chính sách đối ngoại 28% tán thành, chiến sự của Ukraine 31% và chính sách chăm sóc sức khỏe 35% chấp thuận. Tỷ lệ ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ của Biden gần như vẫn tiếp tục đang thấp kỷ lục. Trong một cuộc thăm dò của Gallup, được thực hiện từ ngày 1 cho đến ngày 21 tháng 11 để khảo sát 1.013 người Mỹ, với cái biên độ sai số là 4%. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của Biden dường như là cách ông xử lý cái nền kinh tế, đặc biệt là lo ngại về vấn đề lạm phát. Một báo cáo gần đây của tờ báo Bloomberg đã nhấn mạnh các tác động mạnh mẽ lạm phát với chi phí hàng ngày của người Mỹ. Thịt bò xay có giá trung bình là 5 đồng 23 đã tăng 3 đồng 89. Giá cà phê tăng trưởng 2 đồng một pound. Trái cây và rau củ quả đắt hơn 14%. Hóa đơn tiền điện đã tăng 25% kể từ tháng 1 của 2020. Cái giá khí đốt đã tăng 29% kể từ tháng 1 của 2020. Chi phí bảo hiểm ô tô đã tăng 33% kể từ năm của 2020. Giá khách sạn đã tăng 15% từ 2020. Giá cả hàng tạp hóa và giá điện đều tăng 25% từ tháng 1 của 2020. Giá ô tô đã qua sử dụng đã tăng 35% kể từ năm của 2020. Tỷ lệ bảo hiểm ô tô đã tăng 33% và giá thuê tăng khoảng 20% kể từ 2020. Người tiêu dùng đang bắt đầu nhận ra rằng cái giá cả hiếm khi giảm, đặc biệt là khi tổng thể. Hy vọng bây giờ là giá cả chững lại hoặc ít khả năng tăng trưởng với tốc độ chậm hơn để tạo điều kiện cho thu nhập tiếp tục tăng trưởng. Trong khi đó, nhà kinh tế cao cấp Sarah Howell của Wells Fargo đã chỉ ra hy vọng rằng chúng ta đã chững lại và tạo cơ hội thu nhập tiếp tục tăng. Sự ủng hộ ngày càng giảm của cử tri độc lập đối với ông Biden và những lo ngại ngày càng tăng về vấn đề kinh tế, đặc biệt là lạm phát, cho thấy con đường dẫn đến cuộc bầu cử của 2024 càng ngày tiếp tục càng tệ hại. Lạm phát, cử tri độc lập. Mà tới ngày hôm nay, nếu mà thật sự cử tri độc lập không thức tỉnh về chính sách của Biden, thì tôi cũng chẳng biết khi nào họ thức tỉnh về điều này. Mà đó là chương trình của The VLKT News, những bản tin tức của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.